Mì Coco Mì 90 siêu năng lượng, giá chỉ 4.000 đồng. Quý vị và các bạn đang trở lại với Thách Là Chơi. Và đây là vòng thứ hai, vòng thi đồng đội. Với những hiện trường được set up trên sân khấu thì mọi người hãy suy nghĩ xem là cái trò này nó chơi như thế nào. Em thấy là có một cái tấm bia kia, em nghĩ là có người đứng vào rồi phóng dao. Em nghĩ đó là người chơi hay là tụi em? Em nghĩ là chắc là em. Cho nên bây giờ để biết được là trên cái bia đó là ai thì bây giờ tôi mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ hai đội. Đầu tiên chúng ta sẽ mời đội phát. Mọi người, tôi chính là thủ lĩnh Sang Phan Xích Lâm. Và đây chính là những nhân vật, những nhân tố rất là tài năng ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ giao lưu từng thành viên. Xin chào tất cả mọi người, mình là Ngọc Quý, chơi vị trí chủ công trong câu lạc bộ bóng chuyền trường khoa học xã hội và nhân văn. Yeah. Dạ, em tên là Yến Linh, là thành viên chơi ở vị trí chuyền 2 của câu lạc bộ bóng chuyền nhân văn. Em tên là Lê Thuận, em chơi ở vị trí phụ công. Em ở đâu? Dạ, em đến từ Phú Yên. Phú Yên, có bài nào không? Mời bạn về thăm quê mình đất phú trời yên. Hay nha. Từ này chơi bóng chuyền hay bên văn nghệ? Chơi thể thao thì khô gan xíu. Chính vì vậy theo phong cách của chuyên gia tôi, đi đến đâu thì hát đến đó. Okay. Để có một cái điểm nhấn nho nhỏ nhẹ nhẹ để làm dịu cái nỗi cứng cáp của môn thể thao lại. Xin cảm ơn rất nhiều một phần chào sân rất là ấn tượng của trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ chào đón đội thứ hai là đội đỏ, được bảo vệ bởi chuyên gia Khánh Si Dạ. Lời đầu tiên cho team chúng tôi gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Sức khỏe là sức khỏe là cái gì? Chuyên gia mà đớt quá vậy. Chúng tôi là một đội chiến thần đến từ câu lạc bộ thể thao của trường đại học mở. Dạ, em xin chào anh chị, em tên là Hoàng Nhung và bộ môn của em là bóng chuyền và em chơi được 7 năm rồi. Em tên là Nguyễn Đức ạ, bộ môn em chơi là bóng rổ, em chơi được 10 năm ạ. Em tên là Hoàng Khang ạ, em chơi được nhiều môn thể thao với lại em tập võ được 10 năm ạ. Ủa tụi em mấy tuổi mà toàn chơi thâm niên 10 năm không vậy? Ở đây là game set không làm xong có thể chơi được 10 năm được chứ. Xin chuyên gia bình tĩnh để ta nói xong đi rồi mình hăng chào vô à. Bạn cuối cùng nó có giỏi tôi muốn thách đấu, mời bạn ra. Dạ, mình hãy bình tĩnh à. Vậy bây giờ chúng tôi sẽ khoe thành tích mà từng thành viên chúng tôi đạt được. Các em ơi, khoe lên nào. Dạ, thưa tất cả mọi người. Đúng rồi. Em khoe nhẹ thôi. Trường Nhân văn đội nữ chúng em vô địch Đại học Quốc gia 2018. Và một số những cái giải phong trào khác của sinh viên trong khu vực phía Nam thì tụi em cũng sương sương vài giải. Wow. Còn nữa không? Nói chung là hai đội là đều có những thành tích riêng của nhau. Bây giờ chúng ta sẽ biết là ngày hôm nay chơi cái gì. Đây là một cái bia để người ta leo lên. Một thành viên sẽ nằm ở trên cái bia đó. Thành viên thứ hai điều khiển cái bia bật lên, bật xuống. Cái người ở trên cái bia này sẽ cầm một cái đầu dây lén. Mình kia phải kéo lên. Đúng rồi. Cái người thứ ba đâu? Làm gì? Ăn mì được. Trong 12 cái thùng chứa đựng tất cả những cái dụng cụ để ăn mì. Wow. Sẽ có gói mì, có cái muỗng, có cái đũa, cái tô. Có hành xúc xích trứng không? Cái đó ra tiệm mua. Tập tạ mà sao tấp đi như vậy? Bạn phải câu được cái thùng mà nó có dụng cụ ăn mì để cấu tạo ra một tô mì rồi mới được ăn. Đặc biệt chúng tôi sẽ bỏ rất nhiều ớt vào tô mì. Các bạn phải ăn trong hạnh phúc, ăn đến giọt cuối cùng của tô mì. Giơ tô mì lên, lắc xuống, không rớt cái gì, thắng. Wow. Bây giờ xin mời hai chuyên gia hãy cho những người chơi biết làm cách nào để đội các bạn chiến thắng trong trò chơi này. Biện luận bắt đầu. Đương nhiên là đội chúng tôi rồi. Bây giờ tôi sẽ phân công ai sẽ là người đứng trên bia đó ạ. Là cô bé này. Cô bé này với thân hình rất là nhỏ nhắn cũng như là thoăn thoắt. Ở nhà má em làm nghề gì? Má em bán bún nước lèo tại em ở Sóc Trăng. Má bán nước lèo thì em có phụ má em cái gì hay không?
Ngày nào em cũng thân thoát múc nước lèo cho má. Thoát múc nước lèo. Chính vì vậy khi mà cô ta nằm trên cái bia đó thì cái đôi tay cô ta với sự rèn luyện múc nước lèo hàng ngày thì ngày hôm nay với cái sợi dây cáp đó, cổ tay cô ta thoăn thoắt thải xuống dưới và kéo lên thật là nhanh, đúng không em? Quá chính xác. Còn là cái người mà bật lên bật xuống cái bia đó là ai ạ? Là em quê ở đâu? Dạ em ở Phú Yên, ở miền biển ạ. Có hàng ngày anh ta phải ra ngoài biển để mà đánh cá thu hoạch vô hàng ngàn tấn với đôi tay thoăn thoắt của mình. Cái đoạn đó mình dừng lại xíu, em có tới hàng ngàn tấn không? Dạ khoảng vài ký ạ. Nó câu nhiêu được mấy ký à? Dạ nhưng mà với cái lực tay thì có thể bật lên bật xuống rất là dễ luôn. Ok. Người cuối cùng là kéo cái thùng lên và khui hộp. Quê em ở đâu? Dạ em ở xứ dừa Bến Tre ạ. Ở Bến Tre là làm gì cưng? Em hay phụ cha em lột dừa. Thì ngày hôm nay vẫn những đôi tay chai sạn đó, anh ta lột nắp ra và lấy những gói mì. Thường ngày em ăn cái gì? Em ăn mì tôm với nước. Em ăn mì tôm với nước. Chính vì vậy ngày hôm nay món mì tôm là món sở trường của anh ta. Em ăn có ăn cay được không? Dạ em rất thích ăn cay. Chính vì vậy trò chơi ngày hôm nay là món ruột của đội chúng tôi. Chắc chắn mọi người phải chọn đội chúng tôi để giành chiến thắng ngày hôm nay. Đây. Có phần thuyết trình rất là hợp lý. Kính thưa quý vị, chúng tôi là những vận động viên, không phải là nhóm kịch trăng ngà mà có những cái tiểu phẩm hài nha. Trước khi bắt đầu cuộc chơi này đã tính toán kỹ lưỡng rất là nhiều cái chiến thuật của mình. Tôi xin nhường lại cái phần trình bày cho những cái người chơi. Với thân hình của bạn nữ nhỏ này là sẽ nằm ở trên kia để câu cá. Còn... em bao nhiêu ký? Dạ em 48 kg. Thân hình của thân chủ tôi sẽ làm cho cái người kéo họ không tốn quá nhiều lực, mà cái nhân vật nữ á phải là một cái người chơi thể thao rất là nhiều năm mới có cái đủ cái lực tay cũng như là cái sức bền để kéo để thắng được cái game này. Nhưng cái này nó còn yếu tố may mắn. Đúng. Con bé này nhiều khi nó câu phải những cái thứ mà bóc lên là dính thì sao? Cho nên các bạn phải lưu ý cái yếu tố may mắn ở trong này nữa. Chúng ta sẽ có 30 giây để suy nghĩ đội nào có khả năng chiến thắng cao hơn. 3 2 1 Giờ. Giải thưởng của vòng này là 8 triệu đồng. 8 triệu sẽ được chia cho những ai chọn đội chiến thắng. Và bây giờ chúng ta cùng quẩn tù xì. Ai thua lên trước nha. Ok. Tại vì những người sau sẽ có thể rút kinh nghiệm. Quanh xù xì ra cái gì ra cái này. Mời anh chơi trước. Và bây giờ Mr. Valley sẽ điều khiển và cổ vũ cho các bạn hoàn thành phần thi này một cách tốt nhất. Chúng ta bắt đầu nhé. 3, 2, 1, bắt đầu. Cố lên, lên em ơi. Hay em ơi. Lên luôn, đúng rồi. Mở cho các bạn có mì em ơi. Rồi, xuống lấy nữa đi. Hộp đầu tiên. Mì. Yeah. Wow. Hai mì luôn. Tô. Hãy xa xa đó, anh nghĩ là xa xa có tô á. Mì không vậy? Ủa? Tô đâu? Xa xa là cái tô. Xa. Hàng hoài luôn. Hoài luôn em ơi. Ra hoài luôn. Mì không à, gần là mì không à. Đổ nữa. Giờ chưa có nước lèo. Cố lên em ơi, hãy dùng kỹ thuật nước lèo bao nhiêu năm của em. Cố lên. Cô bé đã có dấu hiệu mỏi tay thưa các chị. Nước lèo. Tự nhiên là cô gái của chúng ta đã bắt đầu có dấu hiệu mỏi tay rồi nha. Cố lên. Đúng rồi. Muỗng nha. Rồi, lấy cái muỗng của anh. Đúng rồi, lên. Để coi sự quyết tâm nó có gì chứ. Quyết tâm lấy cho bằng được cái thùng cái đó. Cái này giống chơi đào vàng quá ha. Có rồi. Nấu đi, nấu. Chạy đi, nấu đi.
đi nấu đi. Ồ, hay quá, hay quá. Nóng, 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 hạnh phúc lên, hạnh phúc lên, hạnh phúc lên. Ăn mì là phải hạnh phúc. Ăn mì là phải hạnh phúc. Ăn mì là phải năng lượng. Ăn mì là phải hạnh phúc. Oh. Úp em ơi, một ngụm nữa, hai ba ngụm nữa hết rồi. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Yeah. Bạn nam này có vẻ là ăn mà tôi thấy là nước mắt nước mũi quá. Tôi không biết là bạn có hạnh phúc hay không. Dạ, thói quen của em là rơi nước mắt mà khi mình hạnh phúc nhất. Trời ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi của đội đỏ. Xin mời. 3, 2, 1, bắt đầu. Cô bé này có vẻ khéo léo hơn. Dơ lên, dơ lên, dơ lên. Mì nha, có mì nha mọi người, có mì nha, có mì nha. Ở trong thùng đầu tiên có một cái mì. Quay xa xa đi em, xa xa ra, xa xa ra. Xa xa ra mới có cái mình cần. Đúng rồi, kéo về. Đúng rồi, kéo về, đúng rồi. Hình như em có xu hướng lôi đồ vô trong kẹt. Con xa ra mình kéo. Sao con bé cứ quăng vô trong kẹt không vậy? Rồi lỡ trong đó hai cái thùng đó là hai cái tô thì sao? Đúng okay, rồi, ok, đúng ok, rồi. Ok. Trời. Đừng hấp tấp, đúng rồi. Hồi hộp quá. Tha đồ vô. Thảy ra rồi mình kéo về, xa hết mức có thể. Cũng được, cũng được, cũng được. Xa ra còn có 3 cái à. Cố lên. Hãy dài dài nữa em ơi, dài dài nữa, đúng rồi. Hay quá. Từ từ. Em, biết đâu là cái này. Cái này, ừ, kéo lên, biết đâu là cái này. Thử đi, dơ lên, cái tô rồi nha. Cái tô rồi. Có tô. Ô, có đây đủ chưa? Đủ rồi. Con mì vô, rồi, lên. Hay lắm em ơi, hay lắm. Em nghĩ là không cần đợi nó mềm đâu, mình húp cái nước, mình bỏ cái đó vô họng, mình nhai luôn, khỏi cần đợi nó chín. Mì Coco Mì 90 to hơn để làm gì? To hơn để hạnh phúc, thế nên là bạn cần phải cầm bát mì lên. Đó. Vừa ăn vừa nhìn vào màn hình và hạnh phúc. Mình cứ cười hạnh phúc thôi. Cố lên. Mình vui lên em ơi, được quá ẩu. Vui lên không sao, thắng thua không quan trọng em ơi. Thắng thua không quan trọng. Như vậy là phần mì đã hết. Bên trong tô chỉ là còn lại phần nước thôi. Cố lên. Rồi, sau đó thì em cố bắt lên nhá. Cố lên. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta có kết quả của hai đội. Đội màu xanh là 7 phút 11 giây và đội màu đỏ là 10 phút 21 giây. Như vậy, chúc mừng đội chiến thắng là đội xanh. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc là anh Tú và nam em mỗi người được nhận 4 triệu đồng. Xin được cảm ơn Hot Boy Bình An đã cùng đồng hành với các bạn. Và cảm ơn hai vị đội trưởng, cũng như là cảm ơn tất cả những đấu thủ đã có mặt ở đây. Mì Coco Mì 90 siêu năng lượng, giá chỉ 4.000 đồng.